Hai chị em tóc cột như nhau. Trời, cái mặt kìa giống hai chị em không? Tóc cột như nhau. Đói. Trời ơi, người này còn đói hơn. Chị em tóc cột như nhau. Tóc. Chào các bạn. Đang đợi ăn BBQ. Tiễn Linh Trần về. Đi làm. Tiễn Linh Trần đi làm tập 1. Ngày mai Tiễn Linh Trần đi làm tập 2. Ngày mai có Thị Thanh. Hôm nay là cái ly tiễn Linh Trần đi làm phận hồn mà. Ừ đúng rồi, tôi cũng muốn. Tại vì bà Tám sẽ trẻ hơn con. Không, tôi thích bà tóc hai mái hơn. Thiệt mà. Hai chị em tóc cột như nhau. Nó ly bây giờ gặp nó được rồi. Tối tối là gặp nó bây giờ hẹn rồi. Tám đi Việt Nam về là hứa hẹn là tối là bên ly đi làm về. Xong rồi bên ly ghé nhà bà Tám, xong rồi hai đứa đi gym. Cho tôi đi với. Không, bà đi làm xa rồi. Cô về đây đi. Bà về làm chỗ bên ly đi gần xịt đây à. Rồi tối nào cũng gặp nhau đi gym á, dắt bà lên đi gym bắt bà tập thấy bà nội bà luôn. Bắt bà tập tạ đó. Trời đất ơi. Bánh lưng tạ luôn. Đau lưng tôi. Bánh lưng tạ. Không ít có ác. Đó rồi cái mình ác xong hơi này kia đúng không? Mình đi tập gym này kia chút. Trời cái xong cái tới tháng 10 á cô dâu ốm. Eo. Trời không những cô dâu ốm đẹp mà cái người làm chứng cô dâu cũng ốm đẹp luôn. Cô dâu có con chuột nổi lên luôn. Tại cô dâu tập tạ mà. Rồi cái người mà làm chứng thì có con cũng chuột có không? Chuột luôn. Ghê vậy. Chạy vòng á. Hai con luôn. Hai con chuột luôn. Đó nha, nhớ nha. Cô đi Việt Nam về tháng 4 là coi như là từ tháng 4 cho tới tháng 10 là từ năm 6 7 8 9 10 7 tháng. 7 tháng là coi như là bé Ly nó sẽ không. Từ 5 6 7 8 tháng 9 tháng 8 tháng 9. Ôi sụt cô. Chứ trời đất ơi. Bà có cái gì đâu là mình biết dịch mình. Trời rung luôn. Rung dữ. Tôi là ôi trời đất ơi. Sao nhiều đó. Sao có chân cô. Rung. Bắt đi toilet đi. Ngồi. Kẹp kẹp mình nè. Nói đi.
không đi. Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 là 6 tháng thôi. Tại tháng 10 là đâu tính đâu. Đúng không? Tháng 10 là đầu tháng 10 rồi là sinh nhật cô rồi. À, trời ơi, tính sinh nhật cô. Chứ không phải tính đám cưới. Nhận á. Bà này thiệt tình á. Thì sinh nhật của cô, đám cưới của con. Sinh nhật của cô trước. Không. Nghĩ là tới đám cưới của con sao mà dành cái gì. Sinh nhật của tao trước mày. Ok. Mày phải lo sinh nhật của bà Tám trước. Cho tôi review hai cái cục cột này đi. Hai chị em. Không có cái cục cột giống. Còn Billy nó nói là con không có thích cô thơ cột cái này là bởi vì cô thơ trẻ hơn con. Cho nên nó không có thích, nó ganh tị á. Nó bây giờ nó thành cuộc sống sân si luôn rồi. Chết mà. Đúng vậy. Một người đã chết tên cuộc sống sân si rồi bây giờ tới con nhỏ này là cái gì ta? Cuộc này sống... đời con, đời cháu của cuộc hậu duệ đấy. Si sân. Nó nói bà Tấm trẻ hơn nó quá, nó không có thích. Đúng vậy, không có thích, không có ưa, không có muốn si này hết á. Ghét lắm. Thấy bình thường mình vàng nó thì nó không có sân si. Đến lúc mà nó thấy mình trẻ nó là cái nó sân si. Cái cô không? Cô sao? Cô thấy ai ốm cô đâu có. Cô đâu có sân si đó. Bây giờ mình đi mua quà cho thiên thần. Hai thiên thần của bà Tám. Không, bây giờ nghe cô thơ nói là hả, đi mua kẹo cho cô với Ly hết. Không bao giờ nghe. Tội sợ. Khóc đi. Hu hu. Bây giờ bà về Việt Nam đi rồi tôi đi mua quà về ở Mỹ tôi đem về Việt Nam. Chứ bà ở Việt Nam qua bà cũng đâu bây có quà cho tôi đâu. Bây giờ hai đứa nó phải đối xử tốt với con thì tụi nó mới có kẹo. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Cô với Ly đi là hơi quý này ăn đau bụng. Đúng rồi, không ăn không mua được. Đâu, cái này là có hình rồi chứ không phải là cần phải chọn. Trời không chỉ chỗ đi mua. Chu luôn. Đáo quá. Có hình. Không chỉ chỗ cứ đi mua luôn. Đúng cái hình đó là không cần lựa chọn gì hết. Ui lạnh đi. Bộ lá cây. Dễ sợ thiệt á. Đâu khen. Trời ơi, nghe như ông cô Linh. Cái gì vậy? Hả? Cô thơ hỏi mình đi đâu vô đây vậy? À, đi mua sô-cô-la. Bà thơ, quay lại cho coi. Sáng hôm sau khi mình ăn BBQ về, mình đi mua đồ rồi bây giờ bữa trưa đây, mình ăn trưa đây. Mình ăn tập 2 chia tay bà Linh đi làm. Chia tay bà Tám về Việt Nam. Chia tay bà Tám về Việt Nam ngày mai mới chia tay. Bữa nay ăn tập 2 chia tay Linh Trần đi làm trước. Nỗi buồn của Lê Quang. Nỗi buồn của Lê Quang, anh mà buồn. Còn gì nữa, em về rồi bà Linh đi nữa. Ai đâu. Mình đang ở nhà gặm móc rồi. Két đâu. Két của con của anh nữa. Nó ngủ không mà. Nó thức dậy ra nó cũng đi à. Phải
phải chịu thôi, bởi vì cái chân của anh bị như vậy làm sao mà về. Không, đã tính toán hết rồi, tính toán mua vé mua đồ hết rồi, tự nhiên đùng cái ai mà biết được. Mặc đồ đôi kìa, mua đồ hết rồi hả? Mặc đồ đôi kìa, ai anh với em màu nâu kìa. Thể thấy lỡ cậu lên trần xõa tóc, xõa tóc xõa tai ra gì ông thích để tóc cài. Ngày hôm qua anh thấy em cột lên, cột đeo hai cái đầu này nè, sáu cái đẹp, đẹp dễ thương. Cái tóc này nhỏ, sao? Cái mặt nhỏ. Cái tóc này sao? Tóc này sao? Dễ cưng. Ừ, cái gì cũng ông cũng dễ thương dễ cưng hết á, cho nên khỏi cần hỏi, mà cho tôi hỏi hôm qua cũng như không à. Ổng có bao giờ kêu tôi số quắc đâu, hồi xưa ổng kêu tôi đen khui lùn lùn đen đen thôi. Bây giờ là siêu nhân rồi. Bây giờ là giờ cột cỡ nào cũng đẹp hết á, đúng không anh? Đúng rồi. Cột cũng đẹp, xả cũng đẹp, đúng không anh? Đúng rồi. Hồi xưa tôi thấy mấy đứa bạn của tôi cột cục lên vậy nè. Hồi xưa mặt em bự ha, có nọng bự dễ thương ha, giờ ốm. Hồi xưa mấy đứa bạn của bà Tám hay cột cục giống như Trang Tám qua đó. Cái xong Tám mới nói bụng, trời ơi cột lên chi vậy trời, sống xả cho nó đẹp. Nhưng mà người ta thấy thoải mái, người ta thấy thấy là gọn gàng sạch sẽ, giống như gọn gàng thoải mái, người ta cột hoài à. Người đi đâu em để nghe điện thoại cái. Hello Trân. Đi chơi vui vẻ nha chị. Cảm ơn nha Trân. Tối mai tắm mới bay. Tối mai tắm bay. Tối mai thì đó về đó hay biết. Chơi vui vẻ bình an. Dạ, cảm ơn Trân nhiều. Bye Trân. Bye chị. Trời ơi, sáng giờ mấy người gọi chúc Tám đi bình an. Hường mới gọi chúc Tám đi bình an. Rồi Hường gửi thêm là 100 cho Thái Hà ở Hà Lâm Hà và 100 quỹ của bà Tám. Bữa Hường gửi, giờ Hường gửi nữa. Rồi có chị MP gửi thêm 100 nữa cho vụ mà xây nhà của Tài Dơ. Rồi chị Hà gửi 100, rồi Ca Tiên Nguyễn 300, rồi chị TN ở Arizona 1000. Kế bên Tài Dơ biết ở đâu không? Là sao? Linh đi thi ngâm cho được cô Linh. Thử lại Diêu Nhí rồi kìa. Trời, mà nhắc cái gì dễ gì mà nói ở đây thôi chứ lên hôm đó là rung như cầy sấy ở đó, đúng không bà Linh? Xin mời các bạn. Hôm nay ăn nhà, không có đi cái tiệm ăn nữa. Chia tay bà Linh tập 1 ngày hôm qua đi ăn ngoài. Không kéo ghế không? Không kéo ghế. Rồi chiều nay mới kéo ghế. Chiều nay là... chiều nay có chị Khanh nè, bé Ly chia tay buổi tối nay một bữa nữa là Linh Trần với bé Ly chia tay chị Khanh đi về Việt Nam rồi, xong rồi ngày mai buổi trưa cho 7 giờ trước đi, tuần sau anh dẫn anh Quang về. Subscribe Subscribe mà nói luôn. Subscribe hay ghê. Anh tự lo nha. Chuyện sao? Có một két á, nó lo cho anh. Lần trước em đi qua chợ anh của mình. Đỡ. Ủa tính qua mưa tụi ngủ à. Mơ hoài gì cả. Không, đâu có hoài, lâu lâu tự nhiên mơ chứ đâu phải mơ hoài đâu. Không có, đầu em chưa yên gì đó, mơ hoài. Anh gọi là ít mơ quá. Vậy đầu anh yên hả? Yên rồi. Đầu em cũng yên vậy, mà tự nhiên trong giấc ngủ nó mơ, mình đâu có biết, đúng không? Nhưng mà trong cái tiềm thức á, mà trong đầu bà nhiều thứ quá. Nhiều thứ quá đó, đầu nó yên, nó mới hiện ra. Tôi đâu có mơ, lâu lâu mơ chậm mệt chết. Toàn là mơ mà thở hấp hối không à. Trời ghê. Giống như cái chạy đi đâu hay hồi hộp.
mà tôi mua mấy giấc mơ. Mấy giấc mơ mà không ăn cơm cũng kể được thì thôi nha. Không? Ăn lắm mà béo mỡ nằm mơ. mơ kia không kể là kể cái khúc mà mơ Mỹ Tâm nữa. Tự nhiên mơ Mỹ Tâm á, xong cái gặp Mỹ Tâm, cái Mỹ Tâm nói là trời ơi không ai chở về hết trơn á. Xong mặc áo khoác kia vô cái Mỹ Tâm đi cái xe nhỏ xíu rồi nè. Nó có cái clip đi cái xe mà Việt Nam chiến thắng gì đó. Đó. Đi bảo quá. Chiếc xe nhỏ xíu đó. Chứ xong cái nói trời ơi xong Mỹ Tâm đi chiếc xe nhỏ xíu vậy. Bây giờ kêu kêu người. Chiếc đó rồi mà mơ chiếc đó. Em đâu có biết thì em nằm mơ vậy đó. Xong rồi cái Mỹ Tâm nói trời giờ gọi không có ai bắt máy. Gọi ba cũng bắt máy nữa. Nó thôi giờ gọi anh Huy đi. Anh Huy thì sao đó. Anh Huy thì có bắt máy á. Nhưng mà thôi. Cái xong cái tôi mới nói. Em mới nói thôi để cho chị trở về cho. Để chị trở về cho. Cái Mỹ Tâm mới nói nhưng mà xa lắm, ở trên Đà Lạt. Ở trên Đà Lạt nó ủa trời ơi, Đà Lạt sao xa vậy? Rồi xong cái sau đó tự nhiên em mới nói là em để cái bóp của em cái IV màu nâu á, em để trong cái trong cái phòng nhỏ kia là cũng nhiều bóp người ta để lắm. Cái xong rồi, kia em chạy vô. Cái chết cha cái bóp mình nó mất tiêu rồi. Ủa mất tiêu rồi. Xong nhìn quan nhỏ kia nó đang ngồi, chứ nó cầm cái bóp nó ôm vậy nè. Còn cái bóp tiền nhỏ của tôi thì nó để ra ngoài. Ôi nó ôm như nó giữ giùm tôi sợ mất á. Cái tôi nói trù cảm ơn em nha, trù em giữ giùm chị, trù có rồi có nè. Cái tôi lấy cái bóp nhỏ của tôi bỏ vô rồi tôi cầm ra là mới bị mất. Hỏi tôi hồn tưởng mất là cái mơ đó là mơ nó ghê. Còn cái mơ ghê không có dám kể. Ban ngày bà thơ bà nói cái gì có chuyện gì là tối bà nằm mơ. Hôm qua nói về giỏ cái tối nằm mơ mất giỏ. Cậu in nó. Bỏ đầu điện tử rồi nói cái lưu lại đó tối nó thả ra. Nó kể anh qua nghe cái vụ mà anh chồng ảnh không nghe lời thì vợ một hai ba anh chồng ảnh thử đường xong rồi cái ảnh cũng bị cái bàn chân của ảnh mang giày á bị xước á xong rồi ảnh mới cũng bị lỡ ra rồi cắt cái chân. Xong sau đó cô vợ hả, cổ dặn hả là phải ăn kiêng. Không ăn kiêng là sẽ bị nữa. Không ăn kiêng. Ảnh không chịu, ảnh nói là ăn như vậy hả, thà chết còn hơn. Chứ ăn như vậy thì không có ăn, không có kiêng. Xong rồi cái 1-2 năm sau thôi là vô thận. Bắt đầu lọc thận ngày nào cũng như là lọc thận suốt 7 năm trời luôn á. Có thiệt hả? Xong ảnh đi. Đi đâu? Trước khi đi anh nói làm sao? Trước khi đi anh xin lỗi vợ là đáng lẽ anh phải nghe lời em kiêng ăn. Xong em mới nói là đúng rồi, giống như là mình phải chồng mà bị bệnh là phải biết nghe lời vợ mới được sống lâu thêm. Tức tại vì bị bệnh này là ai cũng rất là sợ là cái gì, bị bệnh này nó hay di chứng qua những cái bệnh khác. Nhưng nếu mà mình không ăn kiêng thì mình sẽ đi sớm thôi. Chắc chắn điều đó, không đi sớm cũng đi muộn. Nhưng mà nếu mà mình kiêng thì mình sẽ đi muộn hơn là mình không kiêng. Dĩ nhiên ai cũng nói là mỗi người có cái số. Nhưng mà đâu nếu mà mình số vô tự nhiên mình nhào ra xe hơi. Mình nhào đầu ra xe hơi là coi như là ủa cái số mình đó hả? Ví dụ gì đó. Nó ơi số tôi giờ tôi nhào đầu ra xe hơi. Số tôi chưa chết, tôi cũng chưa chết. Cũng không được. Đúng là mỗi người số nhưng mà tùy trường hợp nữa. Nên là mình bệnh là biết cái bệnh đó là mình phải nên kiêng. Anh Quang ảnh được cái là ảnh rất là chịu kiêng ăn. Chỉ nói là chỉ mua gạo này nha. Là gạo Bastita gì đó về cho anh ăn, anh không chịu ăn. Anh Quang về nấu cơm này ngon quá. Hết khô rồi. Nhưng mà tôi đang nấu cái nồi cơm. Hết gạo rồi. Ủa bữa mua mấy bao mà? Cái đâu phải là bỏ bao nâu. Cái phải đi mua cái khác. Gạo bao nâu. Nhưng mà gạo này á cũng có đường chứ không phải không nha. Mà ít thôi, không phải là không có đường đâu nha anh. Anh ăn nhiều anh vẫn bị á. Anh đâu ăn nhiều lắm á, anh xưa đã ăn ít rồi mà. Nhưng mà thử máu mà kỳ rồi anh Quang trong máu có, trong thức tiểu của máu á, phải không? Ờ, đạm. Có chừng á.
cái đạm, cẩn thận nhiều đạm, đạm trong trong không sĩ nói không trong tiểu đường, trong trong nước tiểu có đạm. Mình phải biết thương thương mình, tới đến lúc mà mình hối hận là muộn rồi, đâu có còn thời gian nữa đâu, hối hận là muộn rồi. Lúc mà cận kề đến cái cuộc cuối đời á, lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi, lúc đó mới biết quý cuộc sống. Thì dĩ nhiên là ví dụ như người ta bệnh quá nặng, người ta không có còn phương thức nào mà để cứu nữa, thì lúc đó Chúa kêu đi thì mình sẵn sàng, mình đón nhận. Nhưng mà mình cũng có thể mình duy trì được cuộc sống của mình thì mình nên duy trì, nếu mà mình muốn sống, mình muốn sống thôi. Có nhiều người biết bệnh mà không lo chữa. Có nhiều người là tại vì người ta không có phát hiện sớm thì người ta mới bị, phải không? Có nhiều người ngoan cố nói bệnh cả đó, tôi có, nhưng mà tôi đến có lúc cuối cùng cũng phải đi vô nhà thương. Tôi có một người đó là cũng tiểu đường, mà lúc nào đường cũng 300 300 300 mà không kiêng ăn thả vàng luôn. Nói là ôi đâu có chồng con, có vợ con gì đâu mà cơ sở. Có một thân mình à, chết thì chết thôi, phải không? Ăn cho nó đã, chúng ta chấp nhận cuộc chơi đó rồi, ăn cho nó đã, chết thì ông ta không sợ, chấp nhận cái cuộc chơi đó rồi, người ta không có sợ. Đó là có những người như vậy, tại ông ta không vướng bận gia đình vợ con cái gì hết á. Rau nãy giờ mang rau không ngon quá trời, ăn câu với cá kho nè. Rồi anh mà ăn được giống như em rồi đỡ ha. Ăn rau luộc với cá kho với đồ trứng. Tao mới tôi bây giờ ăn được nè. Phải có cơm. Trời có cơm nó. Chứ ăn cơm. Ăn đồ ăn không, không ăn được. Với rau. Cũng ăn được. Không có nghĩa là chắc. Ăn thì nếu mà bắt buộc phải ăn, anh cũng ăn được à. Đúng rồi, ông vô bệnh viện á. Đồ ăn trong bệnh viện không ăn ngon lành. Ngon lành luôn á, không thấy dở gì đâu. Rồi chị Khanh nói dở quá trời, anh ăn bình thường. Không có gì thấy khó chịu. Tại vì chưa đi lính ăn gớm hơn vậy nữa, còn ăn được, ăn thua gì. Ăn nước muối không chứ không phải được nước canh vậy nữa. Bạn anh nghe tin anh không về nó là sao? Thì cũng buồn hết rồi nha. Tưởng gặp, không gặp. Thôi, nhưng mà nói chết sức khỏe người ta đồng ý hết rồi, cho hết về có gì không? Bạn anh quan mấy hả? Ủa sao không về, có gì khó khăn không nói, đâu biết. Cũng không có tiền mua vé máy bay về. Cái dĩa rau này sao ăn hết nổi kìa. Chịu ăn. Ba bốn người ăn đấy hết. Mà mê ăn rau nữa. Con mình tôi ăn. Ông nhưng mà nếu mà rau mà có nước cá kho á. Thì đó là cho ai dễ ăn hơn là nước mắm. Rau ăn với có kho nè. Không có nước nữa kìa. Chấm cái nước mà đã. Sinh nhật của Lê Quang sẽ về lại ngày 8 tháng 4. Bà Linh ha. Xong rồi tới ha, ngày 14 tháng 4 là đám giỗ ngoại. Xong rồi tới 24 tháng 4 là sinh nhật của chị Khanh. 26 tháng 4 là đám cưới đi Quỳnh Long. 27 tháng 4 là đám cưới của con A Muối. 31 tháng 3 là phục sinh. 31 tháng 3 là lễ phục sinh hả? Và 8 ăn lễ phục sinh ở Việt Nam. Tại vì bây giờ lỡ mua vé là ngày 2 tháng 4 về rồi, lúc đó đi chung Lê Quang. Nhưng mà bây giờ đổi vé lại về sớm á thì tốn 500 đô. Thế lại bà chưa có mắc quá ha. Chưa đổi có làm một rồi. Cái gì ở bên Việt Nam chưa được hưởng, tại bà về trưa mùng 8 mà chiều mùng 8 bà đi từ thiện ở ngoài.
xong rồi đi đến 20 luôn. Là chưa có chơi được cái gì. Siêu nhân. Siêu nhân thiệt. Chúc mừng và chúc mừng năm mới nha. Giữ gìn sức khỏe. Ai cũng chúc em giữ gìn sức khỏe, đi có sức khỏe để đi được hiện, ai cũng chúc hết đó. Thì đúng rồi. Sáng giờ quá trời chúc đi, luôn. Thấy là thấy gớm luôn. Từ 20 về 24 thì có 10 ngày nữa mới. Em đi về em đi làm chuyện đó chứ không phải đi về em chơi đâu à. Không, đáng lẽ lúc kỳ này về chơi nhưng mà không, không sao. Đi làm cũng như đi chơi vậy đó mà. Có gì đâu. Chơi 53, 54 năm rồi. Em về đi làm. Đi đó, em đi sợ luôn, hai cái chân nhỏ xíu mà đi. Đeo hai bánh thì ba gác đi dần. Ăn rau quá chừng ngon luôn. Ăn rau thì chứ cũng no chứ bộ. No, no. No sống no, trời ơi, đang no nè. Ăn thêm miếng nữa. Ăn rau không cũng no. Bây giờ hấp canh. Mắm như rau canh rau nước nước rau luộc thôi mà giống như là sơn ngào hải vị. Ngon. Ừ, ăn gì mới ngon. Wow, một bữa ăn cơm rau đạm bạc, quên lộn, ăn rau chứ không phải ăn cơm. Một bữa ăn rau đạm bạc rất là ngon. Ăn như vậy rồi để về Việt Nam mình ăn cái khác. Bây giờ mình coi coi, ngày hôm qua lên một hào, 106 hào từ nhà chị Khanh về á, là cân bây giờ sáng nay vẫn 106 chưa có xuống. Chắc về Việt Nam mình sẽ bớt ăn lại cho mình xuống. Ờ à, đúng rồi, còn một cái này nữa quên bà Lâm. Có một người kêu là đừng có nói lên YouTube, nhưng mà phải nói cho bà biết là có một người gửi tôi tiền để dắt bà đi ăn. Trời ơi, ai ở đây? Nó giấu tên rồi. Tiểu Văn Khác. Ở Tiểu Văn Khác à, là coi như là mình nói đây để mình chứng minh là có những fan khán giả rất là thương Linh chị hả? Thương, rất là thương Linh và nhờ Tám. Thương mà Linh lắm á. Nhiều thương mà Linh lắm á. À, 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 coi như là Tám à, đừng có nói nhi à, mắc cỡ. Nên là nhưng mà Tám nhớ dắt Linh đi ăn. Em cảm ơn chị nhiều nha. Đó, thì, chút nữa chiều nay tôi dắt mình đi ăn. Chiều nay Tám sẽ dắt Linh đi ăn. Ngày hôm qua thì mình đi ăn cơm tắm rồi. Hôm nay thì mình tối ăn ở nhà. À, tối hôm qua đúng rồi. Tối hôm qua mình đi ăn barbecue ha. Rồi hôm nay thì mình ăn ở nhà. Và trưa hôm qua thì mình ăn cơm tắm. Thì tối nay Tám sẽ dắt Linh đi ăn cho người fan đó nha. Bà muốn ăn gì tôi dắt bà đi ăn. Để suy nghĩ, suy nghĩ. Ăn sao mà phải nhớ hoài chị mới được. Mới dọn dẹp chén bát xong mà bây giờ có một cái này mà Tấm quên nè. Chị có một cập nhật cái, thêm một chị Kim ở Oregon 200. Mà tại vì Tấm ghi ý đây là cho những trẻ em tàn tật á, cho nên là Tấm ghi đây xong Tấm quên đọc. Nếu mà ở trên này là quỷ qua 8 thì Tấm đọc,
mà tự nhiên chị tại chỉ dặn là cho các trẻ em tàn tật cái tấm ghi xuống dưới này, cái tấm đọc, cái tấm xót, sorry chị nha. Đó là bây giờ cái quỹ để cho trẻ em tàn tật á là có chị Lan Nguyễn 100 và cho người nghèo khổ 100 nè, Hường 100, Thư, chị Thư Bắc Cali là 100. Rồi chị Kim Oregon 200. Đó là cho trẻ em tàn tật ở chỗ Sơ Lan á nha. Rồi bây giờ mà mới nhận được của chị, không phải chưa, chị mới nhận được cuộc điện thoại của chị Thùy Nguyễn ở New York là tặng 200 cho trẻ mồ côi ở Tà Pao. Là chỉ nghe nói là tám sắp sửa tới Đức Mẹ Tà Pao á, là ngay đó sơ cắt sơ coi mấy nuôi mấy trẻ em mồ côi á, nhưng mà tám chưa có tới, chưa có quay, mà chỉ đã gửi tiền cho tám rồi đó nè. 200 cho trẻ mồ côi ở Tà Pao và 200 xây nhà tình thương của cha Sáng. Còn Cathy, để coi ta, Cathy Nguyễn 300 mà hồi sáng tám đọc á là cũng ở New York luôn nha. Đó là chị hồi nãy mới được tin là chị C là 300, còn chị Thùy Nguyễn ở New York là 400, là 200 cho trẻ em tạm bao với là 200 xây nhà tình thương. Đó. Cảm ơn rất là nhiều các anh chị, các bạn fan của bà Tám đã có lòng bác ái, có lòng thiện nguyện để mà gửi tiền để Tám về, Tám trao cho những mảnh đời bất hạnh, cũng như là những trẻ em mồ côi, tàn tật, rồi người già, rồi người nghèo, người khổ đó. Rồi các bạn theo chân Tám nha. Tám sẽ đi về đợt này cũng làm nhiệm vụ cao cả của Tám, trao những cái số tiền mà mọi người đã đưa cho Tám. Tám sẽ cố gắng hết sức để trao cho nó đàng hoàng, cho nó đâu ra đó rõ ràng. Tám cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi cái YouTube của Tám, xem clip của Tám, theo dõi comment, rồi góp ý, rồi phê bình, chia sẻ, ủng hộ Tám trong thời gian dài vừa qua mấy năm trời. Cảm ơn rất là nhiều và chúc tất cả mọi người được vui vẻ, hạnh phúc, bình an nha. Bình an trong tâm hồn, nhớ lúc nào cũng vui vẻ thì mình sẽ cảm thấy bình an. Bây giờ tạm biệt các bạn tại đây. Tám phải đi ra mộ ngoại, thăm ông ngoại trước khi Tám về Việt Nam ha. Bye bye. See you again. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.